Người có hậu vận tốt thường có 5 đặc điểm này, nhìn là biết. Cuộc đời của mỗi con người có tốt đẹp hay không, một phần là do số mệnh, một phần là do cách sống. Trong đó cách sống là những tính cách, thói quen có thể trau dồi được. Những người có 5 đặc điểm sau đây có hậu vận rất tốt, hưởng phúc nhất. 1. Giọng nói nhẹ nhàng. Một người có thể ăn nói nhẹ nhàng, khoan thai, biết tiết chế cảm xúc của mình sẽ dễ dàng nhận được thiện cảm của người khác. Âm lượng trong lời nói sẽ phản ánh nội tâm của bạn. Một người có trình độ giáo dục càng cao, càng chú trọng cư xử văn minh hơn, càng để ý tới giọng của mình khi nói chuyện. Trên các trang mạng đã từng đưa ra một câu chuyện về chủ đề bàn luận: âm thanh mà bạn không thể chịu được nhất là gì? Có người trả lời: chỉ cần ai nói chuyện lớn tiếng là tôi đều không muốn nghe, bởi vì tôi thấy sợ. Người khác vừa cất tiếng, tôi vô thức đã muốn bỏ trốn đi, bởi vì trong đầu của tôi toàn là hình ảnh mẹ lớn tiếng la mắng tôi từ nhỏ cho tới lớn. Tôi đã từng nghi ngờ mẹ không thương mình, thậm chí mẹ còn ghét bỏ mình. Nếu không thì tại sao lại luôn lớn tiếng với tôi? Thùng rỗng thì thường kêu to. Có người cảm thấy nói chuyện hung hăng, càng lớn tiếng thì người khác càng nghe theo, họ cũng mới cảm thấy vừa lòng. Thực ra điều này là không phải. Loại người mà miệng hùm gan, sứa mới là hay dùng âm lượng để mà che giấu sự tự ti của mình. Nói chuyện lớn giọng ở nơi công cộng, tám dóc chuyện ồn ào là biểu hiện không tôn trọng người khác. Không chỉ làm phiền người khác, đồng thời còn ảnh hưởng tới bầu không khí trong giao tiếp. Ở nơi công sở, nếu mà nói chuyện to tiếng làm ảnh hưởng tới sự nghiêm túc, làm giảm hiệu suất trong công việc, còn làm cho đồng nghiệp cảm thấy bạn là một người ngả ngớn, thiếu trầm ổn, làm việc không chắc chắn. Nói chuyện to tiếng với bạn bè, người thân dễ gây ra hiểu nhầm về thái độ, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Người có hậu vận tốt từ trước tới giờ nói chuyện không nhanh không chậm, thong dong thoải mái, giọng vừa và âm lượng phản ánh nội tâm của bạn, nói năng nhẹ nhàng. Thứ hai, môi hồng răng trắng. Người có môi hồng tự nhiên, răng trắng sáng, đều đều xếp như nhau như hạt bắp, thường có giọng nói rõ mà lại nhẹ nhàng. Bậc trượng phu có được người vợ như thế này thì thường cuộc sống sinh hoạt được nếm trong mật ngọt. Vợ chồng thì yêu thương nhau, tình cảm ngày càng tốt đẹp. Người phụ nữ như thế này không thích sự thay đổi, và hơn nữa rất khéo léo, hiểu lòng người, khiến cho gia đình ấy càng ngày càng hưng thịnh, cột trụ luôn vững vàng. Thứ ba, sống biết tiến, biết lùi đúng lúc. Con người ta sống thường vì một chút tư lợi mà tranh đấu, bỏ cả cuộc đời chỉ để thỏa mãn cái dục vọng của bản thân. Nhưng mà có mấy ai hiểu rằng biết nói đủ với chính mình mới chính là trí tuệ, là tấm lòng độ lượng, là cảnh giới của cao nhân, là bí quyết để giữ bản thân mình. Một người không biết nói đủ với chính mình thì rất khó để người ta tin tưởng, tôn trọng. Hán Văn Đế vừa đăng cơ để thử lòng các quan lại trong triều đình mới nói: đồ ta thưởng cho các khanh ở trong quốc khố, có thể lấy bao nhiêu thì thưởng bấy nhiêu. Kết quả là có vài người bởi vì lấy quá nhiều không thể nào vác nổi, cho nên bị ngã tới gãy cả xương. Hoàng đế xem bản ghi chép xong liền nói: mấy người này không thể dùng được, tham lam không có điểm dừng, nhất định sẽ có ngày vì lòng tham mà gây ra chuyện, chậm không thể nào tin tưởng. Biết nói đủ với chính mình chính là trí tuệ, là tấm lòng độ lượng, là cảnh giới của cao nhân, là bí quyết để giữ thân mình. Trong tình yêu cũng cần phải biết đủ. Mỗi gia đình chỉ cần có một vợ
một chồng là đủ rồi. Cơm ngon canh ngọt, gia đình được đầm ấm. Kiếm tiền cũng phải tự biết đủ. Đồng tiền là vạn năng, không có tiền thì vạn sự bất thành. Thích kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, vân vân. Con người không ai không có tâm lý này. Nhưng mà đừng bao giờ biến mình thành một kẻ có lòng tham vô đáy. Có 100 triệu thì lại muốn 1 tỷ. Đuổi kịp Lý Gia Thành thì lại muốn được như Bill Gates. Đừng biến bản thân mình thành cái máy kiếm tiền. Kiếm tiền đủ rồi, có chút tích lũy rồi thì nên bước chậm lại, hưởng thụ cuộc sống. Làm việc thiện, báo đáp xã hội. Ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ 8 tiếng. Cần nhiều tiền để làm gì cơ chứ? Uống rượu cũng phải tự biết bảo mình dừng lại. Hội hè, 1 lần 300 chén là những câu nói khoa trương của các thi nhân lãng mạn. Nhưng mà đừng bao giờ biến lời nói thành việc thật đấy nha. Dẫu sao, uống nhiều cũng không được lợi gì. Quan trọng nhất là ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mình. Rượu uống gần say, hoa nở nửa. Đúng chừng mực mới là cảnh giới cao nhất của thưởng thức. Dù vui tới đâu cũng cần kịp thời tự nói với bản thân mình: đủ rồi, dừng lại thôi. Vinh dự cũng chỉ cần đủ. Vinh dự là sự công nhận của xã hội và mọi người đối với sự thành tựu, cống hiến của một người. Có năng lực xứng đáng thì mới được hưởng vinh dự. Vinh dự quá cao sẽ giống như cái mũ to mà đội lên một cái đầu nhỏ, khiến cho người khác giống như con chim treo quá nhiều gánh nặng trên 2 đôi cánh, không thể nào bay lên cao. Mua danh trục lợi, tự tâng bốc mình, kết quả là không gánh vác nổi cái danh tiếng trên vai. Khó chịu nhất vẫn là bản thân mình. Bởi vì vậy, người mà thông tuệ sẽ từ chối những lời tâng bốc, những lời tán thưởng, dũng cảm đối với những vinh dự quá cao, quá nhiều, mà nói rằng: đủ rồi, quá nhiều rồi, tôi không cần. Tuổi thọ thì cũng chỉ nên vừa đủ mà thôi. Con người chúng ta luôn mong muốn được trường thọ, luôn chúc nhau vạn thọ vô cương. Thế nhưng rất ít người sống thọ được tới 100 tuổi. Khi bước đến giai đoạn cuối của cuộc đời, bình thản nhìn lại những chuyện đã qua trong đời, thì trong lòng sẽ đầy những cảm kích, cảm giác thỏa mãn, bởi vì những gì cuộc đời đã mang lại cho mình. Đủ rồi, ông trời đối với tôi không bạc, cuộc sống này như vậy là không uổng, tôi nên đi thôi. Thứ tư, có lòng biết ơn. Luôn biết ơn, luôn bày tỏ lòng biết ơn và tha thứ, ngay cả vì với những người đã làm tổn thương chính mình, cuộc sống sẽ đủ đầy hạnh phúc. Người biết ơn thì cuộc đời sẽ được đền đáp. Biết ơn cha mẹ, biết ơn món quà của thiên nhiên, biết ơn những món ăn ngọt ngào, biết ơn sự ấm áp của quần áo, biết ơn hoa lá, cỏ cây, côn trùng, biết ơn về nghịch cảnh đau khổ, biết ơn cả đối thủ của mình. Nếu như bạn luôn cảm thấy rằng người khác nợ bạn và không bao giờ muốn nhận mọi thứ mà người khác hay xã hội dành cho bạn, những người như vậy sẽ chỉ mang lại trong mình cái sự buồn bực, trách móc mà hiếm khi có được lòng biết ơn. Một triết gia đã từng nói rằng bi kịch bất hạnh nhất của cuộc đời người là khi chúng ta nói bằng giọng thật to nhưng mà lại không nhận được sự chú ý của bất kỳ một ai. Chỉ những người biết ơn mới có thể gặt hái được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, và họ cũng có thể từ bỏ sự đổ lỗi vô nghĩa. Những người biết ơn sẽ tràn đầy sức sống, cởi mở, khôn ngoan. Họ luôn nhận được sự may mắn và cuộc sống thì ít gặp rắc rối. Những người đang gặp một chút khó khăn, xin hãy nghĩ vào những người đang phải chống lại nghịch cảnh. Những người không phải lo lắng, xin hãy nghĩ về những người đang đấu tranh. Chỉ bằng cách lấp đầy lòng trắc ẩn thì lòng của chúng ta mới có thể đạt được trạng thái đẹp là mọi người yêu tôi và tôi sẽ yêu tất cả mọi người. Người ta vẫn thường nói: hãy tặng một bông hồng để lại một mùi thơm còn sót lại trên tay mình. Trong cuộc sống, bạn nên học cách chia sẻ và cho đi.
hãy vun đắp mọi thứ bằng tình yêu, sự giúp đỡ lẫn nhau. Bạn càng cho đi thì cuộc sống của bạn càng phong phú. Bạn càng cho đi thì cuộc sống của bạn càng có ý nghĩa. Cho dù một người thành công hay là thất bại trong cuộc sống, thì chính họ cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía. Sự sinh thành của cha mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô, sự chăm sóc của người thân, sự giúp đỡ của bè bạn. Ngay cả việc bạn đang được sống, được làm việc, được hít thở cũng là một đặc ân lớn. Thứ năm, cách ăn uống. Những người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ, từ tốn. Cũng có những người ăn nhanh nhưng mà gọn gàng, sạch sẽ, không nhai nhồm nhoàm. Ăn lấy ăn để là một tướng không tốt. Khi ăn cũng đừng nên quá kiểu cách, giả vờ hay là yểu điệu quá mức. Đó là nét tướng xấu, chứng tỏ tâm của những người này nhỏ mọn, ghen tị, thích so đo. Người xưa có câu: ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Khi ăn thì tối kỵ những điều sau: ăn lúc trời thầm tối mà lại ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay là tường. Quan niệm người xưa cho rằng đó là cách ăn bóng, không tốt. Khi ăn, mắt không nên nhìn quanh quẩn, láo liên, bởi vì đó là tướng của người nghèo khổ.